người giàu nhất thế giới lo lắng rằng một trong những công ty của ông có thể phá sản nếu nó không được đưa vào hoạt động sớm và thường bắt đầu từ năm sau. Elon Musk cho biết hôm thứ Ba qua Twitter rằng công ty tàu vũ trụ của ông, SpaceX, cần sản xuất thêm nhiều động cơ Starship thế hệ tiếp theo của mình và sớm tiếp tục phát triển chòm sao băng thông rộng Starlink và tiếp tục kinh doanh. Nếu một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng làm cạn kiệt vốn khả dụng thanh khoản trong khi SpaceX đang thua lỗ hàng tỷ USD trên Starlink và Starship, trong khi vẫn chưa xảy ra, không phải là không thể, ông Chip. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại một email bị rò rỉ mà Musk được cho là đã gửi cho các nhân viên trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn dài ngày ở Mỹ yêu cầu tất cả mọi người đều có mặt trên boong tàu. Email ám chỉ đến một cuộc khủng hoảng sản xuất trong công ty tập trung vào động cơ Raptor cung cấp năng lượng cho Starship. SpaceX đang có kế hoạch đưa một nguyên mẫu tàu Starship lên vũ trụ lần đầu tiên vào năm 2022 và phương tiện này là trọng tâm trong kế hoạch đưa con người lên mặt trăng và sao hỏa trong tương lai. Nhưng điều quan trọng hơn đối với mô hình kinh doanh SpaceX là Starship là chìa khóa để tiếp tục phóng vệ tinh Starlink phiên bản 2. Sẽ mang lại nguồn doanh thu quan trọng cho công ty trong tương lai. Hậu quả đối với SpaceX nếu chúng ta không thể tạo ra đủ Raptor đáng tin cậy là chúng ta không thể bay Starship. Nghĩa là sau đó chúng ta không thể bay Starlink Satellite V2. Vệ tinh V1 tự nó yếu kém về tài chính, trong khi V2 rất mạnh. SpaceX và Musk đã không trực tiếp xác nhận tính xác thực của email bị rò rỉ cho CNET. Nhưng khi được một người dùng Twitter hỏi vào sáng thứ Ba tình hình Raptor đang diễn ra như thế nào, Musk trả lời ngắn gọn nó đang được khắc phục. Trong email, Musk kết luận bằng cách cảnh báo rằng SpaceX có thể đối mặt với nguy cơ phá sản thực sự nếu chúng tôi không thể đạt được tốc độ bay của Starship ít nhất 2 tuần một lần vào năm tới. Musk dường như đang nâng cao thành tích ở đây. Cách đây chưa đầy 2 tuần, anh cho biết trong một buổi phát trực tiếp rằng anh hy vọng sẽ có tới 1 chuyến bay thử nghiệm của Starship vào năm 2022 trước khi tung ra tải trọng thực vào năm 2023. Nếu công ty đi đến bờ vực phá sản, đó không phải là lần đầu tiên. Musk nổi tiếng là nhìn chằm chằm vào đống đổ nát tài chính trước khi SpaceX quản lý vụ phóng thành công tên lửa Falcon 1 đầu tiên. Việc sản xuất Raptor thậm chí không phải là trở ngại trước mắt nhất của Starship. Chuyến bay thử nghiệm quỹ đạo đầu tiên của phương tiện vẫn đang chờ kết luận của cuộc đánh giá môi trường và đèn xanh chính thức từ FAA, dự kiến sẽ không diễn ra trước cuối năm nay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!